Chào buổi chiều cả nhà nha. Chào mừng cả nhà quay trở lại với Phú Yên Channel. Wow, điện vừa mới bật lên luôn này cả nhà. Hiện tại cây thông Noel tại Vincom đã hoàn thiện 100% rồi, lên đèn rất là đẹp luôn. Chào buổi chiều cả nhà nha. Cái thông Noel lên đèn rất là sớm lúc này cả nhà. Hiện tại mình thấy khá nhiều bạn trẻ đang check-in tại cây thông Noel này. Đẹp quá ha. Vậy là hoàn thiện hết hả chị? À. Rất là đẹp luôn cả nhà. Các bạn đi chụp hình đi vào thời điểm này sẽ rất là đẹp. Đủ sáng để mà các bạn thấy thấy mặt của mình luôn. Nếu mà các bạn đi buổi tối thì sẽ không được đẹp bằng vào thời điểm này. Khá đông bạn đang check-in tại cái thông Noel này cả nhà. Các bạn thấy buổi chiều người dân bắt đầu đi làm về khá đông trên tuyến Hùng Vương. Rồi chào Út Mười nha. Khá đông các bạn trẻ đang check in. Hình như mình thấy vẫn còn một vài công đoạn nữa là hoàn thiện 100%. Các anh vẫn còn đang chỉnh sửa này cả nhà. Hoàn thiện hết chưa? Vẫn còn khá bơ bộn, sẽ bày những phần quà ra nữa là 100% hoàn thiện. Không khí ở Tuy Hòa se lạnh, thời tiết cũng khá đẹp để mà mọi người đi dạo phố. Nhưng mà mọi người đi ra đường hay là đến những nơi đông người, các bạn nhớ mang theo khẩu trang nha và đảm bảo khoảng cách 5K. Buổi tối à, bếp lên đèn nữa là khá đẹp luôn cả nhà.